Sau khi mà các Phật tử thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai giới thì mình sẽ giữ cái giới này kết hợp với lại những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi. Nếu như mình muốn giữ giới nó được thanh tịnh thì mình rất là cần chú trọng đến những cái các cái oai nghi ở trên thân của mình. Cái oai nghi ở đây là từ cái thân của mình nó được cái sự thu thúc, nó có từ cái lời nói nó được thu thúc và từ các căn nó được thu thúc. Ví dụ như là trên thân của mình nó được thu thúc thì khi đi làm có một cái những cái bước đi nó khoan thai, nó nhẹ nhàng và nó có cái sự trang nghiêm tề chỉnh trên từng bước đi. Đấy, còn với cái người mà không có cái sự thu thúc, tức là không có cái giới hạnh, không có cái sự tu tập thì trên mỗi cái bước đi của người đấy đều thể hiện cái sự phóng túng, phóng dật, không đàng hoàng, không trang nghiêm. Họ có thể chạy nhảy, họ có thể đi vung vẩy chân tay. Và những cái bước đi lúc nhanh lúc chậm, trông không có được nghiêm túc, trông không có đàng hoàng trang nghiêm, và với một cái người khác nhìn vào biết rằng đây là một cái người không có tu tập, vì người ta không có cái sự chế ngự những cái hành động nhỏ nhặt từ trên thân, hoặc là những cái người đấy mỗi cái bước đi của họ tạo ra những cái tiếng động ồn ào, như là người ta đi dép người ta sẽ khua kháo làm những động niệm khiến cho những người khác bị mất chánh niệm. Vậy thì ngay trên những cái bước đi phải nhẹ nhàng, không tạo ra những cái tiếng động đối với những người xung quanh. Khi mà bước đi mình hạ cái gót chân nó xuống trước rồi cái ngón chân nó xuống sau thì không bao giờ nó tạo ra cái tiếng động, và mình cũng phải tự nhận biết được từ cái bước đi của mình không phát ra cái tiếng động, không ảnh hưởng đến cái chánh niệm, đến cái sự thiền tập của những người xung quanh khác. Đó là cái người có cái sự tề chỉnh, có cái trang nghiêm, có cái sự giữ gìn thu thúc ở cả cái oai nghi đi. Khi cái oai nghi đứng cũng vậy, khi mà một cái người và có tu tập khi đứng trông nó cũng trang nghiêm, trông nó cũng đàng hoàng tề chỉnh, chứ không có dẹo bên này dẹo bên kia. Khi ngồi cũng thế, khi mà một cái người có tu tập, người đấy ngồi không bao giờ rung chân, không bao giờ rung thân, không bao giờ ngồi dẹo người bên này bên khác, giữ lưng thẳng và trông rất là thoải mái nhưng cũng rất là trang nghiêm tề chỉnh. Khi nằm thì nghiêng về bên hữu, thì đó không nằm sấp, không nằm dang chân dang tay. Không nằm ngửa thì phải có một cái tấm vải che trên mình. Thì cái người đấy, cái oai nghi cần phải được giữ gìn cả khi trước mặt mọi người và cả khi ở một mình. Vì đấy cũng phải có cái trang nghiêm ở chỉnh. Đối với những người tu tập thì đôi khi vì đó cũng có thể có cái sự vận động về thân thể như là tập thể dục, nhưng mà vì đó không có tập những cái thể dục trông nó có cái tính bạo lực như là tập võ đấm đá, vung chân tay nó quá cao quá mạnh. Những cái oai nghi đấy là của người đời, còn nếu của người tu tập thì tất cả những cái oai nghi nó đều nhẹ nhàng. Cái sự thể dục như là đi thiền hành, đấy là cái thể dục của cái người tu tập, không phải là những cái hành động khác. Thì khi mà cái thân của mình nó có những cái sự trang nghiêm như vậy, nó sẽ có những cái hành động rất là vi tế như vậy, thì cái thân cái tâm của mình nó cũng trở nên định tĩnh. Còn cái người đấy có cái sự trang nghiêm thu thúc ở cái lời nói tiếng cười, như cái người tu tập mà cười còn nhe răng thì cái tâm vẫn còn phóng dật. Vậy thì cái người đấy luôn luôn có cái sự trang nghiêm như vậy. Cái lời nói thì phải rất là nhẹ nhàng,
mình chỉ nói đủ để cái người ở gần nhất có thể nghe được. Ví dụ khi mình cần nói một cái việc gì đó với ai, mình không đứng từ xa mà gọi lại, mà phải đi đến sát bên người đó, ghé vào bên tai, hoặc là đứng rất gần, chỉ cách người đó một sải tay đến hai sải tay, thì lúc đấy mình mới nói cái người đấy những cái việc mình cần nói với người đó, cần phải trao đổi với người đó. Chứ nếu như mình còn đứng cách xa 5 bước, 10 bước hay là một cái khoảng xa dài thì mình không được gọi, không được nói và không được làm những cái tiếng lớn tiếng. Đấy là cái lời nói của mình phải rất nhỏ, rất nhẹ. Như thế đôi khi phải dùng tay ra dấu nếu như có những cái việc cần thiết. Ví dụ như là mình cần nói với ai hay là ai nói cái gì, một cái việc gì mình không có đáp lại bằng lời, mình có thể dùng bằng cái sự xua tay hoặc là ra dấu tay để mình báo cho người kia biết là mình muốn gặp người đó. Có thể mình sẽ tiến đến chỗ người đấy, hoặc là người đó sẽ tiến lại chỗ mình để nói trao đổi những cái gì cần trao đổi. Còn lại tất cả hàng ngày đều là cái sự im lặng thánh thiện, đều là sự im lặng thánh thiện là cần thiết. Với những người mà đã tu tập mà lâu ngày, khi mình thấy những người mới tu tập mà có một trong những cái biểu hiện là như là mất cái sự uy nghi, nói những cái lời to, thì mình phải ra dấu nói cho người đó biết là nói nhỏ lại, nói nhẹ lại, không được nói to như thế làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu như mình thấy một cái người mới đến tu tập có cái sự đùa giỡn thì phải ngăn ngừa ngay, nhắc nhở ngay người đấy là ở trong cái môi trường tu tập không được đùa giỡn, không được nói đùa, không được cười cợt, không. Và thấy những người nào còn tu tập nói chuyện thì cũng phải nhắc nhở người đấy không được như thế, không được tụ tập, không được nói chuyện, không được nói lớn tiếng và không được đàm luận những chuyện thế sự và nói chuyện quá lâu, quá rông dài. Thì đấy là phải có cái sự thu thúc trong những cái lời nói như thế. Thì cái người tu tập thì sống với nhau phải có cái sự tôn trọng nhau cả trước mặt lẫn sau lưng. Mình phải có cái lòng tôn trọng cung kính các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, có nghĩa là trước mặt mình phải thể hiện ra là mình có cái sự tôn trọng, có cái sự hổ thẹn kính mến đối với những cái vị đồng tu tập của mình. Mình phải biết trân trọng người khác vì cái giới đức tuệ của họ khi họ đang thực hành. Họ đang thực hành giới đức tuệ này, đây là cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh, con đường đi đến những niết bàn, giải thoát khổ đau. Hãy trân trọng người khác vì cái sự hành trì pháp, cái pháp của đức Phật đấy. Vì vậy cho nên là mình cần phải tỏ ra cái sự kính mến bằng những cái lời nói, bằng những cái nhìn thiện cảm và bằng những cái lời nói thiện cảm, không có nói những cái lời ác ngữ, không nói những cái lời chê bai, phỉ báng, công kích, coi thường. Thì cả trước mặt và sau lưng mình cũng không nói xấu, không nói lỗi, không chê bai. Thì đấy mình sẽ tạo ra được cái môi trường có cái sự đoàn kết, hòa hợp. Thì cái sự tu tập nó, của mọi người nó mới có cái sự tiến bộ. Thì Đức Phật cũng nói rằng là khi ta nhìn thấy các vị tỳ kheo sống với nhau mà họ còn thọc nách nhau, đấy có nghĩa là họ còn đùa giỡn với nhau, thì ta biết rằng cái hội chúng này không thanh tịnh, ta biết rằng cái hội chúng này tu tập sẽ rất là khó khăn, rất là mệt mỏi và phí sức. Tức là dù họ có cố gắng ra sức tinh tấn công phu tu tập, họ cũng không thể chứng đạt được những pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng được, bởi vì họ còn phóng dật rất là thô bằng những cái thân nghiệp chưa được thanh tịnh, khẩu nghiệp chưa thanh tịnh thì tâm không thanh tịnh. Vậy nên là không đùa giỡn với nhau, không có cười cợt, không có nói chuyện phù phiếm thế sự, thì mới có, thì cái tâm nó mới bớt thì cái phóng dật năng sắc, thì tu tập nó mới đạt được cái sự định tĩnh. Vậy thì khi nào mà các cái oai nghi tẩy chỉnh, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm,
nói năng cư xử có cái lễ độ, có cái sự tôn trọng lẫn nhau và có cái sự nghiêm túc, thì cái vị đấy sẽ tu tập mà không có cái sự khó khăn, tu tập không có mệt mỏi, tu tập không có phí sức, thì mình sẽ mới có thể đạt được những cái tâm định tĩnh, mới có thể duy trì được chánh niệm, mới có thể chứng đắc được các cái pháp về thiền chỉ, mới có thể tu tập được thiền quán, mới có thể thành tựu được những cái pháp cần tu tập. Đấy là cần phải giữ gìn các cái oai nghi như vậy. Thì có giữ gìn các cái oai nghi như vậy thì mình mới tỉnh đắc chánh niệm, mới thành trì được cái giới, mới không phạm vào những cái giới mình đã thọ trì. Nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Để cái giới hạnh của mình được thanh tịnh thì mình tu tập sẽ thành tựu được thiền định, và có thành tựu được thiền định thì mình mới có thể tu tập được thiền tuệ, mới có thể thành tựu được cái con đường đi đến giải thoát giác ngộ.